Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người lên tiếng phản biện vẫn luôn bị chụp mũ, xuyên tạc, chống phá. Ngày 16 tháng 10, AFI tiếng Việt bình luận ý kiến đối với cáo buộc xuyên tạc, chống phá Quốc hội Việt Nam. AFI cho biết, Đại tá Đỗ Mạnh Cường, tổng biên tập tạp chí lịch sử quân sự, mới đây có bài đăng trên báo nhà nước cho rằng những ý kiến trái chiều về vai trò hoạt động của Quốc hội Việt Nam là xuyên tạc, chống phá cụ thể với các bình luận trên mạng xã hội và báo chí hải ngoại như Quốc hội Việt Nam chỉ là cơ quan hợp thức hóa ý chí quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải là đại diện cho quyền lực ý chí của nhân dân Việt Nam. Khi nào Quốc hội trở thành nơi hội tụ trí tuệ của nhân dân thì khi đó đất nước mới có tương lai, hay quy trình đảng cử dân bầu vẫn khiến Quốc hội chỉ là cây cảnh của Đảng hơn là cơ quan quyền lực tối cao. Và đây là hình bài trên AFI AFI dẫn nhận xét của ông Trần Anh Quân, một người trẻ hoạt động xã hội cho rằng người viết bài báo nói trên là đại tá tổng biên tập tạp chí lịch sử quân sự nhưng lại không có tư duy lý luận tốt nên chỉ dùng những câu chữ cũ kỹ từ mấy chục năm nay nghe thì có vẻ hay nhưng chẳng có gì mới và cũng không có chỗ nào đúng. Theo ông Quân, bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên quốc hội là bức bình phong để người dân nghĩ là có bầu cử có dân chủ nhưng thực ra Quốc hội không có quyền quyết định các chính sách quan trọng của đất nước và cũng không do dân bầu ra. Quốc hội cũng không có quyền bầu ra lãnh đạo quốc gia, mọi thứ đều do bộ chính trị quyết định. AFI dẫn nhận định của luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc cho rằng, theo hiến pháp của nhà nước Việt Nam, quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Thế nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Như chúng ta biết, trước khi quốc hội họp, thì ban chấp hành trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam bao giờ cũng hợp. Sau đó ra nghị quyết rồi tất cả những người có liên quan, chẳng hạn như một ủy viên bộ chính trị là chủ tịch quốc hội và các bộ trưởng tiếp tục công việc đó. Tất cả những nghị quyết của ban chấp hành trung ương đều được quốc hội thông qua và ý kiến chỉ là thức hình thức. Và đây là hình tổng biên tập tạp chí lịch sử quân sự đại tá Đỗ Mạnh Cực. Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, ban chấp hành trung ương không thể hiện nguyện vọng ý chí của người dân Việt Nam. Ông lý giải bởi vì trong quốc hội chỉ có một phần nhỏ ủy viên trung ương đảng mà họ lại quyết định mọi vấn đề của đất nước thì điều này hoàn toàn không đúng. Cho nên nói rằng quốc hội Việt Nam là một cơ quan bù nhìn cho đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn chính xác. AFA cũng dẫn nhận định của một nhà báo tại Việt Nam dưới một góc nhìn khác. Khái niệm chống phá của thế lực thù địch đã có từ hàng chục năm qua. Dĩ nhiên, khi gọi như vậy, tức là phải xác định, luôn luôn chống phá bằng mọi thủ đoạn. Nếu như vậy, thì đây là nhiệm vụ của công an, quân đội là hai lực lượng võ trang của nhà cầm quyền, chứ không nên dùng truyền thông để than vãn hay chỉ trích sẽ tỏ ra không hiệu quả bởi nó đã diễn ra hàng chục năm qua rồi, chứ không phải mới đây. Theo nhà báo này, khi đã tuyên bố bị chống phá như vậy thì phải cụ thể ra hậu quả hữu hình chứ không thể là hậu quả vô hình. Vẫn theo vị ký giả này, nhà cầm quyền Việt Nam phải coi lại hệ thống luật pháp, tư pháp và phải coi lại mô hình quản trị quốc gia hữu hiệu ra sao. Mà tại sao suốt nửa thế kỷ qua, hoạt động của bộ máy công an, quân đội ở đâu mà cứ để cho báo chí phải lên tiếng, bị thế lực thù địch chống phá. Nhà báo này đánh giá cách báo chí nhà nước tuyên truyền như lâu nay là một cách làm không xứng tầm với một nhà nước hợp pháp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin. Người lên tiếng phản biện vẫn luôn bị chụp mũ xuyên tạc chống phá. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự trên Biển Đông Ngày 16 tháng 10, AFA tiếng Việt loan tin nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tập trận ở, ở Biển Đông. AFA dẫn xác nhận của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 15 tháng 10 rằng nhóm tàu sân bay Liêu Ninh gần đây đã đến Biển Đông, đã tiến hành các cuộc tập trận thường kỳ và họ sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận tương tự một cách thường xuyên. AFA cũng dẫn thông cáo báo chí của văn phòng tham mưu Liên Hợp Nhật Bản trước đó, đính kèm những tấm ảnh cho thấy hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, Ninh số hiệu 16, tuần dương hạm Anshan số hiệu 103 và khu trục hạm Urumbi, số hiệu 118 đã được phát hiện, đang di chuyển trong khu vực cách đảo Yonaguni 409 km về phía nam vào chiều thứ Ba ngày 15 tháng 10. Sau đó, các tàu này đã di chuyển về phía Biển Đông trong cùng ngày. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết, sau đó người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kim cho rằng, phía Nhật Bản đã cường điệu về vụ việc. AFA dẫn lời ông Ngô được một hãng tin quốc tế đăng tải như sau. Nhiếp ảnh gia người Nhật Bản đang cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người một lần nữa. Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA gần đây đã tổ chức nhóm tạo sân bay Liêu Ninh để tiến hành các cuộc tập trận thường kỳ ở vùng biển Biển Đông. Đây là một phần trong lịch trình huấn luyện hàng năm với mục tiêu nâng cao năng lực chiến đấu. Trong tương lai, PLA sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận tương tự một cách thường xuyên. Theo AFA, nhóm tác chiến tạo sân bay này sẽ tham gia cuộc tập trận John 2024B liên hợp lợi kiếm kéo dài một ngày vào ngày 14 tháng 10 bao quanh đảo Đài Loan. AFA dẫn xác nhận của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cho rằng Liêu Ninh đã thực hiện 90 lần phóng và thu hồi máy bay chiến đấu trên tàu và 50 lần cất cánh và hạ cánh trực thăng trên tàu. Theo thông cáo, tàu khu trục GS KIRISHIMA, viết tắt DD-104 của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã tiến hành giám sát và thu thập thông tin, trong đó lưu ý rằng máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã cất cánh để đáp trả các đợt phóng máy bay chiến đấu của Liêu Ninh. Trước đó, ngày 1 tháng 10, AFI loan tin quân đội Trung Quốc tuần tra sẵn sàng tác chiến tại nhiều khu vực ở Biển Đông. Theo đó, một hãng tin quốc tế dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 nêu rõ hoạt động này của chiến khu Nam Bộ Giải phóng Quân Nhân dân PLA là sự mở rộng các cuộc diễn tập quân sự suốt cuối tuần qua trong khu vực và đây là hình tàu hải quân và máy bay trực thăng của Trung Quốc trong một cuộc tập trận trên Biển Đông. AFA cho hay, mục tiêu của các cuộc tuần hành sẵn sàng chiến đấu trên được phía Trung Quốc nêu ra là nỗ lực nhằm cải thiện khả năng tác chiến cũng như duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Biển Đông. Vẫn theo AFA, vào ngày 28 tháng 9, lực lượng không quân và hải quân Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động gần khu vực bãi cạn Scarborough sau khi Úc và Philippines cho biết quân đội hai nước này sẽ tiến hành hoạt động hàng hải phối hợp với Nhật Bản, New Zealand, Hoa Kỳ tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. AFA nhắc lại, Trung Quốc đơn phương tuyên bố gần như trọn Biển Đông trong đường đứt khúc mà Bắc Kinh tự vạch ra. Hồi tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài thường trực quốc tế PCA ở La Hay ra phán quyết đường đứt khúc của Bắc Kinh tại Biển Đông không có căn cứ pháp lý và lịch sử. Tuy vậy, Trung Quốc không chấp hành phán quyết của tòa mà ngày càng trở nên hung hăng, quyết đoán hơn. AFA cũng cho biết, trong những cuộc nói chuyện gần đây với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, Vương Nghị, Tổng trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Anthony Blinken nêu ra những hành động gây bất ổn và nguy hiểm của Trung Quốc tại Biển Đông. Trước đó, ông Anthony cũng cáo buộc Trung Quốc về biện pháp mang tính gây hấn là cho bố trí lực lượng tuần duyên và tàu đánh cá bị nghi là dân quân biển tại Biển Đông. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự trên Biển Đông. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.